Hello, Bethesda. And welcome to the Children of the Clay. Đứa trẻ của đất sét. Tên là Artifact. Địa điểm là ngọn núi Kugan. Vật liệu là đất sét. Tuổi thì không biết, với lại chức năng cũng chưa rõ. Ok. Cái thứ này nó có một cái gợi tưởng đến cái gương mặt của một con người. Hình như cái này là khảo cổ à? À, nay mình làm khảo cổ vật, khảo cổ da chứ lộn. Tìm kiếm the face. Không tìm thấy cái gì liên quan hết. Gì đây? Xoay được nè. Ó. Có vẻ như là có một mảnh kim loại nó kẹt vào đít của cái cổ vật này. Có vẻ như là mình cũng có thể nhổ nó ra được. Mình phải tìm hiểu xem đây là cái loại kim loại gì. Hả? Cái la bàn của mình nó phát hiện ra một cái loại từ trường gì đó. Cho nên có vẻ như nó có chứa sắt ở đây. Iron, my friend. Sắt. Một trong những cái quặng sắt được tìm thấy sớm nhất là năm 3500 trước hay sau công nguyên thì không rõ lắm. BC à? Có thể là rơi từ mấy cái thiên thạch có chứa sắt. Hiện tại thì có hai loại màu sắt chính. Đó là sắt brown với lại sắt đúc. À chắc là sắt theo kiểu sắt vụn hay còn gọi là sắt lạnh gì đó. Với loại sắt mà đã được đúc rồi đó. Loại sắt lạnh này á thì tồn tại rất là lâu và có rất nhiều loại, có nhiều cái truyền thuyết liên quan đến nó xung quanh thế giới gì đó nữa. Có vẻ như là có một cái ký tự gì ở đây thì phải, nhưng mình không nhận ra cái loại này. Có thể mình có thể tìm được trong sách của mình. Wow. Bây giờ mình có thể dịch được mấy cái ký tự này bằng cái bảng này rồi. Đây là một trong những cái ngôn ngữ cổ đại của Hungarian. Thường thường nó viết từ phải qua trái nữa. Như đây, con cá mày phải đen. Viết lại đây mày phải đen. Phải đây không? Chữ R đúng không? Đúng rồi đó, UR nè. Dấu cộng này là chữ I. URI. Không, cộng này là cộng trên T cộng dưới mới đúng. D thì đúng hơn. URD. Lại là con cá tiếp kìa. URDU. Con lợn ru này nghĩ sao mà chát được chữ lâu ở đây vậy con lợn này. Chắc gì nó đã là chữ O mấy phát em. Lỡ nó là chữ N thì sao? Hình như cái này chữ N chứ không phải là chữ O đâu mấy phát em ạ. Cái gì? Đã bảo không phải là Yu Dung mà cái con lợn này. Nè để thử cho nè. Yu Dung nè. Ủa? Ủa nó ra Yu Dung thật kìa mấy phát em ơi. Có nghĩa là bạn là Dũng á hả? Ủa sao nó ra hình con lợn? Ê mấy bên ơi, sao nó ra hình con heo kìa? Con heo hai mắt nhưng mà nhìn bướu à. Thôi game này không chơi đâu nha mấy bên em. Game này phỉ báng mình. Thằng con lợn nào làm ra game này để để công kích mình. Dung của bạn đấy chứ. Con này con dê à? Ôm mừng quá. Không phải con lợn là được rồi, con dê cũng được. May mắn phải là ngôn ngữ cổ của Việt Nam là được. Đây là ngôn ngữ cổ của Hungarian. Yu Dung, Dung của bạn. Đó là hình thù một dạng biến đổi. Một con quái vật đến từ Hungaria. Truyền thuyết cổ của họ. Với những cái gì mà mới cái đời đầu mới chớm nở trong bóng tối và những ác quỷ. Bắt đầu thoát ra khỏi thế giới này. Sau khi gọi là nền văn minh xuất hiện thì nó được định hình gọi là quỷ dữ. Một trong những người sinh tồn vượt qua được cái câu chuyện kinh hoàng này liên quan đến Dung của bạn á, thì nói rằng là dùng đến trái đất này và những cái thầy cúng của một ngôi làng đang cố gắng học cách gọi là bắt giữ linh hồn của con sinh vật này đó. Gì á? Nhà kia mới nổi ra đó. Ê! Mắt chảy máu, mắt của cái tượng này giống y chang mình luôn này, khóc hết nước mắt luôn mà. Thật thú vị, có một cái loại chất lỏng màu đen nó đang thoát ra khỏi cái hốc mắt của nó. Dark liquid. Có vẻ như cái nước lỏng màu đen đó nó cũng chảy ra từ đít của cái vật thể này nữa. Nhổ ra được không? Nhổ ra rồi nè. Ôi. ASMR my friend. Tiếng gì đó.
một bài báo có tựa đề là đứa trẻ của đất sét chỉ một vài tháng sau khi sự biến mất của một nhà khảo cổ học liên quan đến vụ tai nạn của một cái cổ vật bị bể. Cả một nhóm gì đó đang làm việc ở cái khu trại trên đỉnh núi Uro gì đó, sau khi phát hiện có một cái tầng hầm không rõ nằm ở phía dưới ngọn núi có rất nhiều cái vật mẫu nhỏ làm bằng đất sét này đó, thì cũng đã được phát hiện. Họ đã liên lạc với vài người trong trường đại học gì đó để nghiên cứu thêm về mấy cái đồ vật này. Hết game. Ok, bắt đầu cái miệng nó như vậy kìa, chứ không phải là như cuối game đâu. Good, good, very good game. Thành thực xin lỗi bạn gì đó NDH và bạn nào đó đã ghi là Du Dung, ok. Do là mình dịch lộn. Mình thực ra là vừa rồi là phép thử thôi. Ý là mình thử những cái bạn còn lại trên kênh chat xem là họ có phân biệt được. Là thực ra có hai chữ cờ ở trên cái bảng dịch đó không, hiểu không? Có một cái cờ tròn với lại cái cờ nó hơi ngắn này, nó dịch ra thành hai chữ khác nhau vậy đấy. Không phải là mình không thấy đâu, thấy ngay từ đầu rồi. Chẳng qua mình hùa theo các bạn số đông trên kênh chat thôi. Để cho mấy fan biết được một điều là đôi lúc không phải số đông lúc nào cũng đúng, mà nhiều khi thiểu số nó lại đúng. Đôi khi chúng ta phải tìm ra con đường riêng của mình như NDH và các bạn còn lại. À quên, lộn, và một bạn nào này quên tên nữa.